Ôi trời ơi, mới sáng ra là có bạn mua một cái đồ nội thất mới rồi các bạn ơi. Những đồ nội thất khổng lồ ha. Nhà mình thì full slot rồi, bây giờ mình mua mà không biết chân đâu luôn đó mọi người ơi. Thì các bạn nhìn trong hình đi, có một cái hộp sữa nè, có bình trà nè, có bồn tắm nè, có ly trà nè, có đồng hồ, có con vịt nha các bạn. Rồi tổng cộng có 2, 4, 6 món. À, cái cục Rubik khổng lồ nữa. Đó là những cái món này đều là khổng lồ hết luôn ha. Ui, giờ mà chân là nó chặt nhà luôn đó các bạn ơi. Hello mọi người, mình vẫn Viking đây. Hôm nay thì lại tiếp tục mở cái hộp may mắn nha mọi người. À, với lại điểm danh nhận được 20 kim cương nha. Để mình mở cái hộp này coi thử là nó có trùng nữa không. Trùng nữa là sung lắm luôn nhá mọi người. Hôm qua đã trùng rồi nha, ba cái mũ luôn đó mọi người. Giờ phải ra cái mới cho bên. Đấy, trời ơi, nó ra cái mới màu tím rồi nha mọi người. Trời ơi, tưởng đâu xui giống hôm qua nó chứ. À, hôm nay nữa thì sự kiện Valentine cũng kết thúc luôn nha mọi người. Cho nên là, ôi được một kim cương nè. Ai chưa làm xong cái nhiệm vụ Valentine thì nhớ làm cho xong ha. Đây thì nhiệm vụ Valentine của chúng ta đây các bạn ơi, thì đã hết rồi. Bây giờ mình còn dư 3.700 điểm nè. Coi có gì chưa đổi thì mình sẽ đổi nốt luôn, để ngày mai nó kết thúc luôn nha. Rồi, giờ hình như mấy cái này mình đổi hết rồi. Chắc là mình đổi cái ghế này đi, cái ghế này cũng dễ thương nè. Mình sẽ đổi hết mấy cái ghế này luôn. Một mà đấy, một người đổi được 4 cái ha. Rồi một cái đồ cho thú cưng nữa nè. Còn 1.300 mình sẽ đổi cái cổng này luôn. Đấy, rồi hết. Hết su choco nha mọi người. Đấy, xong cái nhiệm vụ sự kiện lần này ha. Ngày mai thì sẽ có, không biết có sự kiện mới tương tự như thế này không? Thì ngày mai sẽ có một bản cập nhật mới nha mọi người. Không biết là có thêm một cái sự kiện giống như cửa hàng choco như thế này không thì chưa biết nha mọi người. Rồi, nhận quà điểm danh ha. Nhận được bên 20 kim cương nè. Yeah, có kim cương để ngày mai xài nha các bạn. Mai cập nhật mình sử dụng để mua VIP với lại là, à, mình điểm danh ngân hàng nữa. Với lại là không biết là có đồ mới không. Cái đồ rơm á các bạn, cái đồ rơm không biết là bán bằng kim cương, bán bằng tiền sao nữa. Các bạn cứ tích kim cương đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy vô trong ngân hàng để điểm danh nha mọi người. À, đổi cái mũ vô mới được. Điểm danh để nhận thêm 20 kim cương nữa các bạn. Đây, mũ tím. Đấy, mũ tím mình mới mở ra đó mọi người. Hôm bữa thì trùng 3 ngày liền trùng 3 cái mũ luôn. Hôm nay hên xíu ra cái mũ tím là lạ ha. Không biết là mọi người đã mở được cái mũ sô-cô-la chưa, cái mũ màu nâu quá. Ôi, cái mũ đó mũ hiếm nhất nha mọi người. Cái bét màu nâu cũng hiếm nhất nè, mũ màu nâu cũng hiếm nhất nè. Rồi, mình sẽ điểm danh ngân hàng 20 kim cương nữa. Ôi, hôm nay mình kiếm được 40 kim cương rồi nè các bạn. Mới vô kiếm được 40 kim cương rồi ha. Ôi trời ơi, cái mũ của mình nó hợp với cái xe này nha mọi người. Y chang màu tím luôn. À, hôm nay thì ngày bao nhiêu ta, ngày 19 đúng không? Ngày 19 thì các bạn sẽ nhận được cái gì đây? Một cái vòm. Ôi, cái vòm này dễ thương nha mọi người. Ui, cái này bự, đẹp dễ thương lắm á. Các bạn nhớ nhận nha. Cái cẩm hoa tim nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Với hôm nay cũng kết thúc cái sự kiện Valentine luôn. Ngày mai nữa nó qua sự kiện mới rồi. Cho nên là mọi người chưa mua trứng thì nhớ mua trứng nha. Ở nhà mình có 2 quả trứng, mình về mình ở cho mọi người xem luôn không ta. Ở đây thì có, ui, có đồ nội thất mới nè các bạn. Đồ nội thất mới ha. Gói kim cương thì một ngày nó kết thúc nè. Không biết là có gói kim cương mới không. Thì mọi người không biết là mua mấy cái gói thạch ú này chưa ha. Mấy gói thạch ú này cũng dễ thương. Đây, ôi trời ơi, hình như là mấy cái này nó thế giới cự nhân hả. Hình như mấy cái này nó bự hay sao đó mọi người. Nhìn nó cũng dễ thương này ha. Một cái bồn tắm tách trà khổng lồ. Ôi trời ơi, cái bồn tắm hả. Một cái khối Rubik khổng lồ, một cái ấm trà khổng lồ, đồng hồ báo thức khổng lồ. Toàn những đồ khổng lồ không ha. Thì các bạn nhìn vô hình nè, nó kiểu các bạn có thể leo vô tách trà để uống. Ở bình thường hồi xưa á, nếu như nhà bảo hành ra cái đồ nội thất mới á, thì thường sẽ bán có mấy cái ở trong bằng tiền sao. Nhưng mà hôm nay không biết có bán không. Không có nha mọi người, không có nha. Hồi xưa là kiểu kiểu hay ra đồ nội thất lại hay bán thêm ở trong đây lắm. Nhưng mà dạo này là không thấy luôn. Ít ra đồ nội thất luôn các bạn. Lâu lâu mới ra được lần ấy. Trời đất ơi, đẹp nha mọi người. Nhưng mà bữa giờ mình ít cái trang trí lắm. Cho nên là mình không biết có nên mua hay không. Mình nhận kim cương miễn phí đó các bạn. Mình lên được 200+ kim cương rồi kìa. Nhanh ha. Lên được 211 nè, 213 kim cương, 212 kim cương nè.
Rồi, mẫu slab, không biết là mọi người đã mở được cái mẫu này chưa? Mình mở được cái mẫu màu xanh lá cây rồi. Hôm nay mở được cái mẫu này đẹp nè mọi người. Màu tím này đẹp nè, tím nhạt. Rồi, bắp rang hả? Cái nào xinh xịn đi, ra mẫu đi. Cái này còn 10 ngày nữa thôi nha các bạn. Cho nên là các bạn xin xin mở một xíu nha. Bạn nào không có gói blood thì xin xem quảng cáo để mở kiếm cái mũ đó cũng dễ thương lắm luôn á. Rồi mở hộp vịt nha các bạn. Được một kim cương nè. Một kim cương, trời ơi, đừng có một kim cương bạn. Ba kim cương cũng được nha mọi người. Lại được 5 kim cương, lên được 217 kim cương. Ok, cũng ok luôn. Rồi, để kim cương này ngày mai mình sẽ sử dụng cho bạn cập nhật tiếp theo ha. Ngày mai nha mọi người. Rồi, mọi người đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye.